cứ bước vô đi, nhà này không sao đâu. Khỏi bỏ dép. Chị ngồi đi chị cho em cái phiếu chị ha. Dạ. Chị mới mở cứ nghỉ lâu lắm rồi. Nghỉ hả? Rồi, cảm ơn chị ha. Vậy hả chị? Rồi chị coi là kênh Tinh Quỷ với kênh của chú Tâm Sang. Dạ, chị cầm cái micro này cho em ha. Cầm đây ha. Dạ, cầm cài gì cũng được hết á. Dạ. Chị giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết hả chị ha? Đó thì chị xin chào cô bác và quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Dạ. Chúc một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Và cũng xin chào em Tuấn Vĩ, chúc em và gia đình có nhiều hạnh phúc. Dạ. Chị tên Đào Thị Đẹp, sinh 1967. À, Đào Thị Đẹp. Chị đó là Đào Thị Điệp chứ không phải đẹp. À. Chứng minh cái nó thành ra đẹp luôn. À. Chị là ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, Châu Đức hả chị? Dạ. Châu Đức là hình như ở Sa Bang này kia chị ha. À, Sa Bang xuống xuống là đúng rồi, Sa Bang xuống chị cũng khoảng là 6-7 cây à. À, Sa Bang Cù Bị. Đúng rồi. Này là chị ở Kim Long, Sa Bang xuống là Kim Long. Kim Long xuống và hát dịch đi vô. Em rành lắm, trước đây là em đi hát cái vùng đó nhiều lắm. Trước đây cách đây khoảng chừng hơn 10 năm, khoảng 20 năm có. Khoảng 20 năm có là em đi hát ở khu vực đó nhiều lắm. Đúng rồi, chị hay con coi cái kênh Tuấn Vĩ mà Giọng Hát Vàng á. Dạ. Chị mến mộ em lâu lắm rồi, mà hồi lúc mà cái đăng ký này là hồi lúc chị theo dõi em, chị coi cái chị đẹp mà ở dưới ghe đó. Với chị coi không có Xuân Dũng nữa cơ. Rồi bắt đầu cái là chị coi. Dạ. Cho nên chị biết không, khi mà em cầm cái tấm phiếu lên nó có cái chữ đẹp, cái là em đã liên tưởng đến cái chị đẹp ở trên ghe rồi. Em đã nhớ đến chị đẹp ở trên ghe. Đúng rồi. Chị coi đó rồi bắt đầu cái em biết cái chị coi nhiều lắm rồi. Lúc mà chị Lan với anh Sơn rồi đăng ký, chị coi là có nói yêu thương là lúc đầu á. Chị ngại ngại quá, chị ngại lắm, chị không dám lên. Chị mắc cỡ chị không lên. Rồi cái nói chung là mấy bà chị của chị bà nói có hai mẹ con ở dưới thì mày lấy chồng đi chứ, chứ mày để 50-70 tuổi rồi mày lấy chồng ta cười mày chết. Cái nói trời ơi giờ hết duyên rồi, không có duyên rồi làm sao, thôi từ từ đi. Rồi chị đẹp, bây giờ vậy mình đi vô cái chủ đề trò chuyện hôm nay ha. Thứ nhất là chị đẹp nhìn về cái hướng em, nhìn về hướng màn hình ha. Điều thứ hai nữa đó thì là theo em nắm được thông tin thì chị là đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, 55 tuổi chị ha. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của chị thế nào? Hôn nhân chị là ông xã chị mất năm 2008. Mất 2008, ông bệnh cũng nhiều năm. Chị được một đứa con. Chị sanh con chị là năm chị 40 tuổi rồi. Chị sanh được 1,5 tuổi rồi ông xã chị mất. Rồi nói chung là sau đó là cũng khoảng là ba năm mấy chị có quen một người mà hình như chị thấy anh nó cũng lớn tuổi, mà nói tuổi lớn hơn chị 15 tuổi chứ anh cũng còn trẻ. Anh làm bên khu 7 đó. Thì anh cũng ra vô rồi con chị nó mến quá đi. Mà anh này anh đầu qua dữ lắm, anh lớn tuổi hơn chị mà 1 năm 12 tháng chứ 1 tháng 30 ngày chứ chị nghĩ là ông nhậu hết là 3 mấy ngày. Chị. Nhậu dữ lắm. Nhậu mà nói rất không được luôn. Rồi chị thấy cái nói hoài cũng không được, mà toàn là sai xỉn không, mà ổng uống bia không mà chứ không uống rượu. Rồi chị thấy riêng vậy chị thấy không được, không có phụ giúp gì chị được đó. Chị thì nói chung là chị nằm rẫy. Mà rồi bắt đầu chị chia tay từ hồi 2014 tới giờ. Chị tính là nói chung là chị ở không biết, chị không nói ở vậy mà ở tới đâu hay tới đó. Rồi nói chung là có cái chương trình của Tuấn Vĩ á. Cái chị thích chị đi, cái mấy bạn chị á nói trời ơi chị đẹp ơi sao chị đi chi, chị đi người ta cười chứ nó không, chị thích đi vậy đó hả, còn duyên á thì người ta đến với mình. Còn hả hết duyên thì thôi. Chị mới tìm tới em. Nói lên cái điều này thì em cũng không biết phải nói sao. Bởi vì là nếu ví dụ như ai e ngại thì cái việc đó là việc tùy theo cái quan điểm của từng người.
nên là vị cũng không đề cao cái chương trình của mình. Nên là nếu ví dụ như ai đã sẵn sàng đến đây thì vị tiếp, vị không, tiếp đón. Chị thích cái chương trình của em nhiều lắm, mà chị điện em nhiều lắm, nhưng mà không có bắt máy. Cái bữa hôm chị điện cái có cái người nào bắt máy không phải em. Cái hứa chị là từ thứ hai đến thứ năm, rồi bữa hôm chị coi cái chương trình em đi về Trung em vô đó. Nó bắt đầu là 23 tay em quay trở lại cho đến ngày thứ năm. Cái bữa nay chị đi xe đường nó sai xe dữ lắm. Bắt đầu đi lên tới chỗ cây xăng Hồng Đức, chỗ cầu Xéo đó. Thằng cháu nó chở lên đây. Vậy rồi hôm nay chị tới gặp em thì cái nguyện vọng của chị là chị muốn bày tỏ điều gì? Chị nói chung là lên tới đây là cũng gặp Tấn Duy, thì kết nối yêu thương cho chị, nửa mảnh đời còn lại còn sót đâu đó để chị tìm có được hay là không. Chị đã để ý được anh nào ở trên trang của em không, hay là chị muốn giới thiệu về bản thân mình? Nói chung là chị giới thiệu về bản thân chị thôi, chứ còn chị cũng chưa để ý ai. Thì trong mong muốn của chị thì chị muốn gặp một người như thế nào? Nói chung là chị muốn gặp một người là yêu cầu chị cũng không cần giàu có gì. Yêu cầu là biết thương yêu mẹ con chị là được rồi, chứ còn là chị không muốn gì, chứ để mà... Nhưng mà với điều kiện chị thích người ở miền Tây, tại vì chị là người ở miền Tây. Vậy hả chị? Chị ra ngoài lập nghiệp chắc cũng đôi ba năm nữa con chị nó học nó ra trường, chắc chị có lẽ chị cũng trở về miền Tây. Vậy hả chị? Vậy rồi chị có e ngại khi lấy chồng xa không? Chị không e ngại. Đối với điều kiện hiện tại bây giờ thì chị có sẵn sàng theo chồng không? Chị sẵn sàng, nếu được mà bên đó có điều kiện chị làm, chị cũng làm gì cũng được hết, làm ruộng làm rẫy hay bất cứ làm cái gì buôn bán gì chị làm cũng được hết. Hồi xưa là gia đình chị cũng răng cà phê bán đó. Thành ra nếu mà có điều kiện thì chị về bển cũng được. Chị bán đất giờ dễ bán lắm em. Về bển. Còn nếu mà bên kia muốn sống ở ngoài chị thì cũng ra nhà chị sống cũng được. Thì nói chung cũng là cất nhà đồ cũng đàng hoàng. Chị có quan niệm tuổi tác dần thân tỵ hợi này nọ không? Chị có quan niệm là chị không lấy tuổi dậu, còn cái tuổi nào cũng được hết. Trừ cái tuổi dậu ra. Trừ cái tuổi dậu ra, tuổi nào cũng được. Lớn hơn chị 5-10 tuổi gì cũng được, chứ mà đều đừng có nhỏ hơn chị. Vậy là chị, ví dụ 1 tuổi hay gì cũng được, 1 tuổi 2 tuổi thì thôi, chứ còn mà nhỏ hơn quá. Mà nói chung là chị, thí dụ uống rượu, uống bia, uống có chừng mực cũng được, chứ mà còn đừng hút thuốc. Chị không thích cái mùi thuốc hút. Không mùi thuốc lá ha. Mùi thuốc lá thì chị không có được. Nói chung là vậy. Thưa các anh đó, các anh vừa nghe qua là sự bày tỏ của chị đẹp đó, là anh nào hút thuốc thì bỏ thuốc đi nha, bỏ thuốc bỏ thuốc rồi hẳn tới nha. Bỏ thuốc lá rồi hẳn tới. Bày tỏ với chị đẹp không có thích mùi thuốc lá. Vậy chị thích mùi gì? Chị nói cái mùi rượu bia thì chị chịu được, chứ mà cái mùi thuốc lá làm như chị dị ứng với nó làm sao. Chị nghe cái mùi thuốc lá rồi lát làm như con người chị nó muốn xỉu làm sao. Chị không chịu được. Nghe tự dưng nó bụng rủng chân tay ha. Đúng rồi, chị làm như cái mặt chị lên tay nói. Bữa đó chị lại chị làm cá phụ của bà đó, cái bà hút thuốc, cái bà cái bên đó bán hút thuốc á. Nó mới nói, ủa chị có bệnh không? Sao vậy? Nó, ủa đâu có gì đâu, nãy giờ nghe cái mùi thuốc của bà ấy bao hút đó chứ đâu có bệnh gì đâu. Nghe cái mùi thuốc là khó chịu. Ngoài đó ra nữa thì ngoài những cái điều mà mình vừa bày tỏ ra, thì chị có muốn nhắn đôi lời tới cho cái anh nào ở đó ở bên kia xa xôi, ảnh nghe được để cho ảnh xuất hiện, chị muốn nhắn điều gì không? Thì có ví dụ như giờ chị nói á, là anh nào đó mà đừng hút thuốc nha, mà biết thương yêu chị thì đến với chị là kêu bằng là chị không cần giàu có gì, là nói chung là biết chăm lo cho gia đình. Thì nói chung là đời này sống thì phải làm, mà làm thì mới có ăn được. Nhưng mà điều chị không thích giàu quá. Giàu quá rồi nhiều khi mình cũng hơi nghèo người ta hơn người ta, rồi người ta cũng khi dễ mình. Vừa thôi. Mà biết thương yêu là được rồi. Thương chị thì phải thương con chị. Tại con chị nó mới học lớp 9 nè. Có hai mẹ con thôi, chứ không có ai đó, hai mẹ con ở nhà. Nên đi về cái nói mẹ ơi,
mẹ đi lên vậy rồi mẹ đi chừng nào về, cái nói mẹ đi chắc phải chiều kịp mẹ về, còn không kịp thì ngày mai mẹ về. Nói sao mẹ xách áo quần chi dữ vậy, nói thì mẹ xách hờ biết lên có gặp chú Tuấn Dĩ không hả, gặp chú Tuấn Dĩ quay á thì mẹ về, còn không thì ở ngày mai mẹ về. Dạ. Ok chị, vậy em ghi nhận những cái điều mà chị em mình vừa trình bày, vừa bày tỏ. Thật ra thì hôm nay là cái với cái gọi là cái sự sơ khảo đầu tiên, em ghi nhận mang tính chất là cơ bản để cho bên kia cũng thấy được khuôn mặt của chị nè, nghe được giọng nói của chị, rồi thấy được cái thần thái của chị như thế nào. Còn cái chuyện tìm hiểu thì sau này nữa nếu ai mà có muốn kết nối với chị đó thì đôi bên sẽ có cơ hội có số điện thoại của nhau để tìm hiểu thực tế ha chị ha. Dạ. Vậy giờ đây mình chào tạm biệt nhau chị ha, và chúng ta chờ đợi tin vui ha. Dạ, thôi cũng cuối chương trình là chị cũng chúc cho quý vị khán giả được nhiều sức khỏe, và chúc em, chúc gia đình em được nhiều sức khỏe, Tuấn Dĩ có nhiều sức khỏe đang kết nối cho những người còn độc thân như chị. Dạ, dạ. Rồi, dạ chị cảm ơn em. Dạ, ok chị. Rồi, chào em nha. Dạ, cho em mượn lại cái micro ha. Dạ. Với phiền chị gọi người tiếp theo giùm em ha. Chị để đó đi chị. Dạ. Rồi, chào chị nha. Dạ, bye bye. Đi xa có chị ha. À, em chào chị. Dạ, yeah, ngồi đấy chị. Tiếng từ chuẩn bị khó quá. Vậy, vậy hả chị? Tại kiếm chưa đúng chỗ. Nay kiếm đúng tại chỗ rồi nè. Tại quê mình cũng ở đây nhưng mà mình ở thành phố. Dạ, em cài cái micro chị ha. À, trước đây là quê chị ở đây. Quê ở Đồng Tháp, quê ngoại ở Nha Mân á. Tại thấy coi cái kênh của Tuấn Vĩ ha, thấy cũng có hay. Từ lúc mà coi cái anh Chính với cô gì, cô Hảo tới giờ cái năm nay cái thấy tự nhiên phát cái kết nối yêu thương này nữa là thấy thấy có ý nghĩa nên đi tìm. Thì hôm nay chị gặp em thì chị muốn bày tỏ điều gì? Trước hết xin chào Tuấn Vĩ và chào cộng đồng mạng. Trong và ngoài nước. Chị tên là Dương Tố Nga, năm nay là 59 tuổi. Ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì chị Nga còn làm công việc gì hết chị Nga? Tại vì giờ mình sống độc thân. Rồi đi hồi xưa thì cũng bán cà phê nhưng mà nghỉ bán rồi, sau này đi làm công nhân giờ không có làm nữa. Thì cũng có quen với người bác á thì phụ nấu ăn gì thôi. Tại mình còn sức khỏe thì mình làm. Vậy thì lương thưởng của chị thì một tháng giờ được khoảng bao nhiêu tiền chị? Cũng đủ sống thôi. Đủ sống nuôi bản thân mình. Rồi con cái này kia thì được mấy không đứa? Không có con cái gì hết. Ủa chị không có con? Không có độc thân, tại vì cũng lên đây là nhờ cái duyên của Tuấn Vĩ mai mối này kia, chứ tình duyên chị lận đận lắm. Hồi xưa cũng có quen người mà nhưng không thành là chia tay rồi. Vậy hả chị? Rồi ở với mẹ. Mẹ mất rồi, giờ ở con mình à. Có mấy chị em, mà mấy chị em thì có gia đình ở riêng hết, không ai ở chung với mình hết. Chỉ có dỗ quải thì mới tập trung về chỗ nhà thờ thôi. Vậy hôm nay thì chị gặp em thì chị có mong mỏi gì cho tương lai của mình? Chị bày tỏ cho cô chú anh chị biết ha. Tại vì mình bây giờ cũng lớn tuổi rồi, không có cần gì kiếm người để giống như mình nửa đêm nửa hôm không có ai, giống như bệnh hoạn gì kia rồi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống gì đó. Rồi này kia, chứ còn giờ không có chồng, không có con, rồi không có cháu thì nó cũng không có chăm sóc được. Nên là nhờ cái duyên của Tuấn Vĩ mai mối giùm để kiếm một người chung nhân vậy đó, để rồi có duyên thì ấy. Chứ giờ chị cũng chưa biết là ai với ai. Vậy cái mong muốn của chị thì kiếm được người như thế nào? Thì cũng cho phải biết chia sẻ và cũng biết là thông cảm với nhau và phải chung thủy.
ai người phụ nữ nào ai cũng mong muốn như thế. Dạ. Hoặc là cái người đó giống như cũng còn sức lao động thì vẫn đi làm, vẫn bình thường. Rồi những ngày nào nghỉ thì cùng nhau đi du lịch hay đi chơi đi vậy kia, chứ còn chị thì nhiều khi đi làm về tối là 8 giờ là ở nhà không có đi đâu quá mà buồn. Nhiều khi mở cái YouTube lên thì anh tự nhà hát nghêu ngao vậy. Cũng nghe hay hay coi cái kênh của Tuấn Vĩ hát hay vậy hả chị? Rồi chị có mong muốn người đó tuổi tác như thế nào, dần thân tỉ hợi này nọ gì không? Không, không có quan trọng, nhưng mà cái người đó phải lớn hơn mình 1-2 tuổi cũng được, chứ nhỏ thì cũng được. Tại vì mình năm mấy rồi thì phải kiếm người ở 6 trên 60. Đó. Phải biết còn sức khỏe thì lo làm ăn hay là gì đó, rồi chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Từ đây tới cuối đời nó vậy. Chứ còn người ngoài thì thiếu gì. Thì mình không có biết ai với ai, nên nhờ cái chương trình này thấy nó có ý nghĩa nên chị mới tới đây. Rồi bây giờ mà lập gia đình thì chị có sẵn sàng theo chồng không? Cũng được, cũng không, cũng nếu mà cần có thì được, cũng theo. Rồi cũng không có gì vướng bận hay gì ha, cho con cái không có gì vướng bận. Tại vì mình buồn á, mình đi nhiều khi đi làm về mấy đứa cháu kêu đi uống cà phê rồi đi karaoke này kia cho nó khuây khỏa vậy thôi, chứ còn không có vướng bận ai. Tại vì ba má thì mất hết rồi, đâu còn ai. Quê thì ngoại thì ở Nha Mân nè. Quê ngoại Nha Mân hả chị? Chỗ bố điện Nha Mân đi vô á. Vậy hả chị? Nên là thấy cái chương trình của Tuấn Vĩ thấy hay hay rồi có ý nghĩa nè kia mới. Chứ còn chị coi từ lúc mà cô Hảo nè với bà ngoại mù này kia kia nọ đó. Từ thiện mấy chỗ nhiều nơi rồi. Em nắm được cái điều mà chị muốn bày tỏ rồi. Rồi em sẽ ghi nhận, rồi chúng ta sẽ chờ đợi xem có phản hồi như thế nào, rồi chúng ta sẽ tính tiếp chị ha. Ví dụ nếu mà phản hồi là làm sao Tuấn Vĩ? Tức là người có ai thương mến chị thì người đó sẽ đến gặp em. Rồi em sẽ ghi nhận người đó rồi. Cho chị xem. Rồi có cần xin số điện thoại gì không? Có nghĩa là khi người đó tới gặp em đó thì em sẽ ghi nhận cho chị xem. Rồi nếu chị đồng ý thì em cung cấp số điện thoại của chị cho anh ấy. Rồi. Phải cái người mà chị thích, chị đồng ý mới được. Còn ví dụ như mà cái người nào mà chị cảm thấy mà chưa có đồng ý với người đó thì đúng rồi. Không có dám cung cấp số điện thoại cho họ. Nhìn thấy coi cũng được tí. Chứ cũng đừng có lượm thượm quá. Thì đó có nghĩa là em sẽ ghi nhận cho chị xem, thì được sự đồng ý của chị thì em sẽ cung cấp số điện thoại cho đôi bên. Rồi đôi bên tìm hiểu nhau. Thì đó cũng nhờ cái duyên của Tuấn Vĩ mát tay đó. Chứ nhiều khi mình cũng suy nghĩ buồn này kia thôi, chứ ở vậy quá không muốn lấy chồng nữa. Ở vậy luôn, không muốn lấy chồng. Sợ khổ thôi chứ không gì đó. Gặp người thiệt tình không nói gì, không ta người thiệt tình thì mình cũng khổ, chẳng thà ở vậy. Ok chị, rồi chị còn muốn bày tỏ điều gì thêm nữa không ạ? Vậy cũng nhiều đó thôi chứ không muốn nói gì hơn. Vậy em ghi nhận, rồi có thông tin gì em sẽ báo cho chị hay nha chị nha. Rồi vậy chị cũng chúc Tuấn Vĩ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi cho trong công việc được mà thuận lợi. Ok chị. Em chúc chị Nga sức khỏe nha. Mong sớm nhận được tin vui nha. Cái này mình nói là trong và ngoài nước người ta được hết. Ok chị nha. Rồi, chào cảm chị. Ơn.